Hello សួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទបងធំមកសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃថ្មីជោគជ័យក្រៃមកដល់ថ្មីនេះនេះបងធំមកបានណាវីដេអូពីបងអូននៅផ្ញើមកខាងខេត្តតាព្រះតាពាំងហ្នឹងខ្ញុំក្តារតងោវត្តតកោព្រះតាបានណាចាំតងោយ៉ាងលំបោះថ្មីដល់ឆ្នាំ2024ចឹងហើយបងធំបានវីដេអូបន្តិចដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅតងោវត្តកោព្រះនេះឆ្នាំនេះក៏បានមួយប្រទេសបោះថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំ2024នៅខាងអាចជិញនេះបងប្អូនធ្វើមកទីវិជ្ជាចៅតកកបាំងអីមែនតើខ្ញុំធ្វើមកលើកទវិយពួកនរអែមក៏ដែរយើងខ្ញុំទីវិជ្ជាដែរតែជាពីងមើលពួកកោពេជ្រវិញណាគ្នាដូចតែញ៉ាំមានលំដំណាមានតែដាងវងវាងគ្នាញ៉ាំមិនដឹងញ៉ាំថេផឹងថាវិយដាងដល់រត់ខាងតែងងុបគាត់ទីខ្ញុំធ្វើជិញចៅតកកបាំងណាខ្ញុំធ្វើមកគុំមកជាគេណៃដែលសុកកាំងអ្នកគញជាគេជាវិញហើយជិះនៅដឹកដឹកទៅតាមយ៉ាយាយមករងគួរថិនពោសុកចាំងទៅសុកចាំងដល់កែលើទៅសៅជាញុកចំមាត់ទៅរោឡាវ៉ាអញនិយាយមកហ្នឹងហ៎តែនេះហើយជិះទៅដឹកតាមយ៉ាគញជាពេញឡើងកណ្ដាលគញជាក្នុងបังមិនជាថាបាក់លាវកាម៉ៅហូយ៉ាងអង្យ៉ាងជាងយ៉ាងទៅដឹកទៅស្វាពីគួយហ៎មកមកជិះទៅមកហើយជិះដឹកតែតាមយ៉ាយាយទៅទេវ៉ាមកយ៉ាយមករងលើទៅសៅhiện tại thì đang uống học lượng thôi nha là bằng nguồn nhất khởi nhé cũng về là ngày lạnh khơi bật đá bát thuộc nắng mà bạn chùa ruộng của quân đâu rồi lờ dòng sông mặt về rồi chứ đôi chị càng lòng hay mình thuộc và sổ phè nó máu phải chỉ bị say nó này của anh năm nó gửi năm bằng tuổi và lòng và nắng đâu có lờ dòng sông mặt về rồi ruộng khét lờ chỉ tiêu vào mũi đâu lờ dòng sông mặt về rồi khét tục trăng ឥឡូវបងធំក៏បានប្អូនញ៉ាំវីដេអូបន្តិចហ្នឹងមកប្រហែលជា5នាទីហ្នឹងបងធំនៅធ្វើវីដេអូបន្តិចចែករំលែកដល់បងប្អូនទស្សនាបានវិញណាហើយវីដេអូនេះវិញឡើងវាយកាមេរ៉ាឈោកពេលវីដេអូនេះខ្ញុំទៅញ៉ាំអែមក៏ឡើយវាយកាមដឹងគ្នាហ្នឹងក៏ព្រៃខំមួយជុកនឹងមកក៏ងងឡាន់នេះក៏ងងឡាន់តាមដែរដូចវីដេអូដែលជាតែទៅញ៉ាំមិនធ្វើខោវិញថែមនិយាយក្នុងសិនtận thì dân năm nay thì cái nhà mình biết sẵn là nhà làm đốc hai chiếc mới một chiếc trăm ba hai của sóc trăng là mới 100% là hai chiếc sửa một chiếc trăm ba một sửa chỉnh còn hai chiếc 2007 đó là chiếc đó lại thay lại phần lườm dáng đồ be rồi để cho anh em tập dượt cũng như bên trăm ba nha ha còn đây là chiếc tỉnh Trà Vinh Cầu Kè đó đang chuẩn bị uống quán hathì khoảng 3-4 ngày nữa sẽ bắt đầu ráp rồi nha thì cũng thơm là cũng chia sẻ đến cho tất cả các bạn mình tiện theo dõi ha video nó hơi rung rồi nha do em không chuyên á cho nên hơi rung rồi nha mình thông cảm á tại sao lại nghe video nếu hơi nhon tích á là tập ôn mình nền hàng quẩn lắm hay mình thấy bằng quẩn mơ ban hơi chia sai này tại sao còn tôi xả đất nhờ nông lại nghe mặt trên gơ là bằng quẩn khinh tôi sai nữaមកទៀតនាំមកមុនទៅទេសចរមើលទូកចាស់ណាទូកចាស់នៅខាងវិញដៃបានបងកំទីណាឡើងតែញ៉ាំមិនស្វ័យហឹងនិយាយជាគេងកូជាគេណៃគុណតឹងចាំយ៉ាងញឹកនិយាយខាងឡុងវិញឡានយើងទូកមកកំនៀងណៃថាញ៉ាអើយតែយិនទីវិញញ៉ាំមិនងែកូគេយីខាងឡុងទៅទឹងហើយកັບញ៉ៅហើយនិយាយដល់អង្គុយvì năm nay thì được sự thống nhất thì như là đóng lại cái video mới để tham gia giải 2024 cũng cầu mong chuyên nghề này đến Sóc Trăng và Càng Long để tham gia giải nha. Đây là chiếc ghe ngô cũ nữa kìa, cũng mang biểu tượng là con rồng luôn nha, rất là đẹp. Năm nữa coi thì năm bao tuổi nó có lòng nặng nó lư đây như dòng sông mặt Pedro để Sóc Trăng dân chúng không tha quạt là ok nó sẽ dínhពីតែកន្លងជួយមកប៉ុណ្ណាក៏ដូចជាខេតណែណែសบายណាស់ហ្នឹងតែពីឆ្នាំបើកទលេម្ដងវិញហ្នឹងកំពុងកងតុកលំគ្នាទូកនៅល្អណាស់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយកាន់តែជួចចលអីបន្តិចនៅវិញផែទៅទុកហាក់ស្រួលហ្នឹងព្រឹមព្រឹមchỉnh sửa rồi chát chai lại một chút là coi như là tập giật rồi phà đó nha, còn rất đẹp đó nha.
do mà người em quay lại thì không có được dễ dàng á, nhà mình cũng thông cảm á. Vậy thôi Bông Thơm mà xin tạm dừng á. Xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Cái này Bông Thơm ở khuôn của chúng tôi là nguồn nhân đó. Cái này chúc kia sẽ để mình có lòng hãy thamay. Ngày nào Bông Thơm là mình to video chúng là nguồn nhân tôi sẽ nạp hẹn á. Cảm ơn khuôn. Vậy thôi Bông Thơm mà xin cảm ơn á. Xin hẹn gặp lại cả nhà ở video. Và tiếp tục á. Xin cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.